Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục hai anh em đi săn nha. Bữa nay đi bắt rắn. Bắt rắn thấy gì thì bắt lấy nha bạn. Nè, bắt mới đập tới bắt được con bay bự nha bạn. Đó Lý đang cầm bạn. Lý chào bạn coi. Chào bạn, hôm nay là anh em đi tiếp. Anh em tiếp tục đi. Ngày nào cũng đi hết trơn nha bạn. Đó Lý đang đang nắm con rắn ra lôi ra nha bạn. Cho vô vùng mới. Bồng qua sóc trắng bỏ vô mất công một con các bạn, có hai anh em đi đào, hai anh em đi thì hơi cực chút, đi bốn người thì khỏe hơn. Bốn người thì khỏe hơn. Đó, được một em nha. Rồi, đây quật. Nó nằm dưới cái mương tôi quật một cái mà tôi không biết. Đó được con các bạn. Hổ lãi nha, hổ may nha. Rồi, tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Tiếp tục với déo luôn. Tới điểm này thấy cái hang màu quá, Lý đang đào bạn. Đó, Lý đang đào nha. Thấy hang màu vững rồi bạn. Lý đang đào. Quay cái gì thừa cái gì không, để quay cái tí nhưng còn thừa nó không thừa con các bạn. Các bạn quay cho bạn xem kỹ luôn. Ồ quấn nha bạn. Ồ không quay không thừa ta thừa quá à. Không quay mày bự không đổ. mày tưởng không thừa. Quá, từ trong hang chui ra có kẹp hán Thôi luôn bạn rồi, nè. ăn cú quay thì bự, quay bự cấp bự thừa rồi các bạn ơi, chà bá luôn. Điều cúp bự chưa ạ, bộ may này thà bộ may này lớn như khẽ các bạn ơi, mới thay da luôn, nó đồng tiền bộ may này khẽ à, bộ may này khẽ re, không lô. Rồi các bạn ơi, không ai đành lòng các bạn ơi. Lông thừa không? Ồ. Da mới thay luôn. Quá trớn không mày các bạn ơi. Ồ dồi ôi. Ủa mày mà trưởng lông thừa không các bạn? Quá mày bút lặng. Đành bụng các bạn ơi. Thừa lú cái đầu. Ồ. Lú vào người ta cái trưởng lông thừa không? Mày đành bụng. Chà bá luôn các bạn. Để nó Ồ trong. dồi không mày. Thừa Vô nó trong bạc. Vô bánh. Vô bồng luôn các bạn ơi. Mình thừa nó trồng bạp các bạn ơi, nói gì được không, cũng như vậy cục cúc này cũng gì gắn cái gì còn cổ hang này nữa nè, nó lại nó đẻ dễ dữ hả, trời ơi cũng vậy cũng nó gãy cổ chết đi mẹ ba không, đụng má đi vòng nhà có lý hơn đi các bạn ơi. Tưởng nay hai anh em đi xa không vất vả xa không tê chết luôn, mới thời gian xong da mùi. Vô hai em nha bạn, không may thay da vô hang luôn chứ ghê chứ hai em. Ồ chịu cũng không luôn rồi, hang này cũng ngon quá mà ỉa không biết ở đâu. Đó hai con nha bạn, rồi vô vỏ luôn bạn ơi, vỏ đang hư luôn rồi. Nhìn cái vỏ trạch má mà chết, thử cái lông mới vậy nó sầu lên các bạn, vậy không sầu lên khổ quá trời khổ mà đã nha các bạn. Đó được hai con là đã đời luôn nha. Tạm ngưng video tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Rồi, trưa rồi các bạn ơi, bây giờ nghỉ trưa uống nước nha. Rồi mời các bạn uống nước luôn nha, nước ăn cam vô rừng rú bây giờ có gì dục nấy các bạn ơi. Chứ giờ biết sao giờ uống nước, mở bạn uống nước luôn với ấm cam luôn nha. Rượu đã chưa từng nha các bạn. Rồi
rồi bà không cam luôn nha, quá ngon. Công nhận miếng cam làm ngon chứ ta, ngon có lý. Sao chưa? Chứ nắng quá nắng, giữa đồng nắng quá nắng, cây nào cũng héo, muốn nước. Quá ngon bạn. Ngày mai chạy mấy phút luôn ta. Được hết. Biết không? Rồi. Tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Tục luôn bạn ơi. Tới điểm này thấy cái trứng gì mà lạ quá trời lạ nè bạn. Trứng nè. Không biết trứng gì mà lạ quá trời, nó có tạo kén ở mé ngoài nữa mà không biết trứng kiểu gì, kêu trứng gì không biết nha. Bạn coi coi biết cái kiến trứng là trứng gì nha. Ừ, trứng gì lạ với trời. Để xé thử coi. Xé thử các bạn. Nó tạo kén ở mé ngoài. Nó trong thì nó tròn quay. Xé thử cái con gì trong đây. À, trứng rắn gì kỳ vậy? Trứng rắn mà sẽ có tạo kén. Là kén tơ nữa bạn. Nó trứng rắn gì trời. Như trứng rắn rồi. Trứng gì mà lạ vậy? Mọc nguyên cái lớp kén rồi. Cái gì ta? Không bể. Từ xì ra. Từ tới nè. Xì rồi bạn ơi. Bể rồi. Đó. Mẹ khoan. Đó. Đó là nước nha bạn. Đó. Bạn thấy chưa? Nước gì nha. Rồi chúng nó độc chắc chết cái tay luôn. Rồi tới điểm tiếp về cho bạn xem nha. Tiếp tục video bạn ơi. Tới điểm này con hang này đã quá đã luôn bạn. Hàng này A Lĩ đang đậu nha. A Lĩ đón cái hàng này láng dữ lắm á, mà không biết có rắn hay không nha. A Lĩ thì chuyên gia dòm những cái hang rắn, biết có rắn hay không hàng bạn. Rồi đây. Cứ có cái này nó ngốc. Trời ơi, nó đội lên nó bạn. Ủa bởi vì A Lĩ, A Lĩ là siêu sao các bạn. Rắn vàng các bạn. Rắn này đỏ đỏ các bạn. Thực hiện chút nữa. Siêu sao. Giờ sơ cái này đi. Rắn này nó đỏ đỏ nha bạn. Lâu rồi có con phớt cho nhiều nhiều coi cho quay cho rõ ràng cho bạn xem con rắn ở trong hang nó ra sao sao nha bạn. Đầy kịch tích, đầy kịch tính các bạn. Nó nằm trong bọng nha bạn. A Lĩ là nói về mà nhìn hang á, nhìn hang mà rắn có vô vô là A Lĩ biết liền nha bạn. Thấy luôn. Thì kiểu ở thì mất trên đó, mất trên. Mất trên. Mất trên. Mất trên. Mất trên. Rút nha bạn. Không thấy luôn. Để từ từ. Đó. Đó, cận cảnh cho các bạn xem mình cho hấp dẫn nha. Đó 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 đang quấn. Đang quấn các bạn. Đó. Đó, anh lấy từ tay. Đó, rồi, anh lấy bắt ra luôn nha, lấy đây. Đó, thấy đúng không? Bạn xem. Đó. Đó, đó các bạn. Màu này thì nhỏ rồi. Màu này thì nhỏ rồi. Ngầm sao mà làm cuốn gì kì ra. Đó. Sướng nha các bạn. Đó. Nằm một quấn một cục ra ngay cái bụng này các bạn. Con này chắc chừng 7 đến lạng. Đó. Đó. Lý đang lôi ra các bạn. Được không? Đó. Lý đang lôi ra các bạn. Đó. Đó. Ôi dạ. Dạ. Trời ơi nó quấn cái giò mình luôn bạn. Trời ơi dạ. Xiết cái giò. Trời ơi, trời ơi, xiết cái giò dưới ta. Trời, cũng đỡ.
không rớt được rồi. Trời ơi chơi xiết cái giò mình rồi bạn. À, coi nè. Ôi ôi có hàng nữa bạn ơi. Trời ơi chơi xiết cái giò bạn. Ôi da, ôi da, trời ơi, trời ơi. Đó, đó, ôi da, trời ơi chơi tình hình gì xiết giò kỳ trời. Trời ơi. Được. 8 lạng mấy. Vô hàng nữa bạn. Ồ. Vô hàng, vô hàng. Vô hàng nha bạn. 8 lạng ạ. À. Mập lù luôn. Rắn này thì nói về mập thì mập rồi á nha các bạn. Cho vô cái lồng mới luôn rồi, làm cũ mới à. Mới cũ mới đó. Ừ, đó đúng rồi đó, cho vô ngay cái cò vậy đó. Rồi chiều lại thả nó kia ra cái thịt vô. À, ngon lành các bạn. Con này khoảng 8 lạng nha. Vô hàng, vô hàng, vô hàng. Thằng whip, thằng whip. Thằng whip nha các bạn. Có hàng là ngon rồi các bạn. Lâu lắm rồi mà có lợi nha các bạn, nựng cái đây. Trời ơi, nựng, trời ơi. Trời ơi. Đó, lâu lắm mới có hàng lại mới nựng rồi. Hai con mây sáng nè. Hai con mây sáng nha các bạn. Lâu lắm rồi mới có hàng, muốn nựng hoài luôn. Cái hàng bên mé này nè, cái hàng mà lúc đó ấy xuống nó tròn dình, giò nó tròn dữ lắm. Những ỉa cứ ngoài, ngoài mé ngoài đó nó như ỉa nguyên đóng kích á. Trời ơi, muốn nựng hoài nha bạn. Đó, vô mánh nha. Con này chắc 7 lạng, mấy 8 lạng là trả lợi, không hơn nữa các bạn. Kệ nó, có hàng là được rồi bạn ơi. Rồi, tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Video luôn bạn ơi, tới điểm này trời ơi dòm thấy cái da cái trời ơi giờ muốn nổi da gà luôn bạn. Rắn này là kiểu như rắn ở dưới ngay dưới đó lên đó, lên đó thay đây nè. Nè coi nè bạn. Đó, cái này là khúc đuôi thôi nha. Cái khúc đầu ở đây nè. Nè, đây nè, cái mình nó nằm đây. Nó dài tới đây nè. Đó cho các bạn xem hết luôn. Cái dài con này khoảng 10 mét 7 mét 8 các bạn. Đó nè. Đó, nó kéo dài vậy nè. Đó các bạn, dài tới đằng đó, đó dài tới nặng luôn. Kéo tới đây luôn. Đó nè. Khoảng 7 mét 8 các bạn. À, dài tới đây luôn. Đó, có tới đây luôn. Nè các bạn. Các bạn xem. Đó. Đó. Trời ơi nó dài chưa từng luôn. Rắn dài 1 mét 7 mét 8 nha. À, đi tìm rắn này không biết thi nổi không. Rồi tạm ngưng video đi, tới ấy mình quay cho bạn xem nha. Quay quay kỹ là cho anh các bạn xem nha, quay kỹ là cho các bạn xem cái miếng da này nó dài nè bạn. Coi nè, nó con da đi thấy cái miếng da cái trời ơi giờ lỏng hết trơn. Cái này là đầu nha, cái này là cái đầu nha các bạn. Đó cái đầu á, coi mình đó nè. Đó bạn xem chi tiết hết luôn. Đó. Ừ, coi nó đó. Là mình biết coi con rắn này nó bự cỡ nào nha bạn. Ôi trời, trời ơi. Coi nè. Ôi. Tức quá trời tức rồi. Nó dài dài nha các bạn. Đó, con xem. Nó nằm nè. Khoảng 1m7, 1m8 nha các bạn. Quá trời dài rồi. Trời ơi trời. Coi cầm tay mình nè bạn. Đó, so cầm tay mình với nó nha bạn. Quá trời rồi. Trời ơi. Tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Tiếp tục quay giáo bạn ơi. Tới cái điểm này thấy cái miếng da đã lắm nha bạn. À, lỉ mới đào ra. Đó, nằm nè bạn. U, quấn kìa. Con này nhỏ các bạn ơi, không có lớn, con này nhỏ. Các bạn nè, nó quấn nè. Đó. Đó các bạn. Có dạ, trời nó búng. Trời nó búng.
to to luôn, to ui nhỏ tay nhỏ chuyện nhỏ cái miếng da đó, miếng da đó lần trắng này nè bắt cá ghiền tụm này ghiền tụm này lâu lắm rồi mới có các bạn, lâu lắm rồi mới có hàng nha, không phải nó không, không phải nó nhỏ mà, nó đuôi dài nó đó, không phải nó mà chạy không. Con đó nhỏ xíu hà, cái con cái này nhỏ xíu hà mà không phải con rắn này, bao hàng luôn, lên da tao biết gì, phải rắn này cục, cục cu cặc rắn nó mà cục, cục, à, các bạn, hai con nha các bạn, dòm thấy bên cái hang bên này. Thấy bốn lưỡng độ thấy đào tới khúc cái này xong bóng quá trời quá. Không phải nó đâu. Nó bự lắm. Mà lớn gì chứ nhiêu. Cứ cãi không mà nó rắn nó mà lớn vậy. Lại mình coi miếng da rắn nó chút xíu rồi, rắn nó gì 5 lạng à. Rắn này nè. Trời ơi trời. Ngoan ngoan. Bực chết khỏi nắm luôn các bạn. Hôm nay đi xa các bạn thất bại các bạn ơi. Nhìn vọng nhà thấy có lý hơn. Rồi anh đi luôn các bạn. Rồi mất luôn các bạn. Không chịu buông tay mà anh cứ đi. Không chịu buông tay mà anh đi. À, bạn thấy nằm xe đít không? Không chịu buông tay mà anh cứ xe kéo mình đi. Nè các bạn. Trời ơi, đây con nha, con thứ hai nha. Này bự hơn, này bự hơn cái con mới vừa bắt thôi. Khò lắm, hầu trong hang đi kiếm không khò các bạn ơi, bắt rồi nó mới khò. Đó. Sướng nha bạn. Trời ơi. Rồi. Cái hầu đi kiếm không khò cho thấy bắt. Nó da kia nó dài mà nó bự lắm, cái lượng nó bự lắm. Tại vì tôi cãi không được, bỏ lại con da này có tí nị vậy. Con da này nhỏ hơn đắng này nè. Cứng các bạn, lâu quá rồi muốn đựng hoài luôn, không muốn bỏ vô bồng luôn các bạn, tại lâu quá rồi mới có hàng. À mà tôi nói cái miếng da thì nó bự lắm, nó dài trời ơi 7m8 á, nó dài á, không phải là nó ấy đâu, nó này cục, rắn cục rắn này không được ký mà. Cái miếng da tới 1 kg hà. Trời ơi. Này nó khùng gì miếng da đó gần tới 1 kg rồi. Trời ơi tiện tức gì đâu quá. Nè mày tắt đi lại coi miếng da này đâu nói cãi không có tí nị à. Rồi để mình ấy video mình nói với Lý có con rắn mà miếng da nãy mình quay nha bạn. Miếng da nãy là nó đành bụng bự lắm chứ không phải con rắn này rắn nhỏ nha bạn. Rồi tạm ngưng video tới điểm cái tiếng về cho bạn xem nha. Giờ là cái cuộc thách đố của hai anh em là chiều nay có một cái chầu cà phê uống nha bạn. À mình nói cái miếng da này á, mình nói miếng da này là không phải cái con rắn mới vừa bắt xong nha bạn. Nó cái miếng da này là không phải rắn mới xong, mình nói cái miếng da này là con rắn lớn, còn cái con rắn đó là rắn nhỏ nha bạn. Rồi để mình quay lại đo nha bạn. Trực tiếp đo coi con rắn này nó dài hơn cỡ nào nha bạn. Đó. Có nè đó ông coi đi, trời ơi nó nắm hết cái đuôi luôn đó, coi đi trời ơi thấy cái chi mới dán từ dưới dán gì vậy dữ vậy hai sao mà trời ơi nó rắn này rắn phải là 1,4 kg rắn như vậy dữ hả trời ơi nó rắn 1,4 kg nè có bạn mình đã thắng nha bạn nè trời ơi nè nó giãn hai da sự giãn hay gì không trời ơi đó rắn này 1,4 kg lưng có lộn rắn không nó lộn cái gì trời ơi rắn nó 1,4 kg ôi rắn dài dòm luôn dài hơn gần trời ơi nó rắn 1,4 kg khác con rắn này nhỏ mà rắn này 1,4 kg luôn á bằng rắn này luôn nè mà có nó dài hơn thôi ôi bằng cái gì mà bằng sao mà bằng được mà bằng cái rắn này 1,4 kg nè bảo hạn luôn ôi cái bành bụng dòm cái bành bụng này nè 1,4 kg nó dài nó mất thảy nè bụng vẹt lắm nè ôi rắn nó giật đi con đó luôn nó
nó như rắn nhỏ, rắn đâu có bằng đâu. Làm thấy rắn này lộng ốc tôi bừa. Mày nói không may mà lộng ốc vậy. Trời ơi, tại lúc đầu tôi rồi nghe có khúc đuôi vậy nè, tôi cho nó rồi chắc không may phải ra đây. Các bạn à, Lý ngồi bạn. Mình đã thắng à Lý các bạn. Cái con rắn mới vừa bắt xong á là chỉ có một mét mét 3 mét 4 vậy hả? Mà cái con miếng da là nó tới mét 7 mét 8 được bạn. Mình đã thắng là Lý nghe. Rồi, tới điểm kế tiếp về cho bạn xem nha. Rồi, về tới nhà các bạn. Mình kết thúc video hôm nay. Cho các bạn xem hai con mây bắt được. Hai con mây 7 lạng nha bạn. Hai con 7 lạng cũng được rồi. Trời ơi, ngon rồi. Hai con mây 7 lạng nha. Rồi tới hai đại ca khủng nha bạn. Giờ là muốn nựng hoài luôn bạn. Ừ ơi, chứ từ bữa giờ Tây Ninh xong bắt Tây Ninh từ bữa giờ thất thủ không. Rồi, ăn cân luôn coi. Coi thử coi, hai đại ca của mình coi. Đó, hai đại ca của mình là một ký ký 7 nha bạn. À, hai đại ca của mình là một ký 7 nha, là chắc còn lại một ký 6 50 nha bạn. Chắc còn khoảng ký 6 50 60 à. Đó, kết thúc hôm nay là săn bắt Tây Ninh hôm nay là ngon lành nha các bạn. Đó, con chắc một con 8 lạng với con 7 lạng mấy với con 8 lạng mấy. Chắc ở đó. Con 7 lạng mấy với con 9 lạng. Con 7 lạng con 9 lạng. Con lớn này chắc 9 lạng. Nha các bạn. Đó, săn bắt Tây Ninh hôm nay trúng lợn nha các bạn. Hai hổ mây khổng lồ luôn. À, con hổ mây nè bạn. Đầu gỗ của hổ mây chà bá luôn. Chân cái mình nha bạn. Hổ mây này bằng chân cái mình nha. Hai con này là đào bắt trong hang không các bạn. Hai con này là đào bắt trong hang không. Rồi, kết thúc video hôm nay. Các bạn nếu có thấy hay các bạn cho mình một cái like và một lượt đăng ký để xem những video mới của mình nha các bạn. Đó, bye bye, tạm biệt các bạn nha.